Bình Dương hỗ trợ chi phí mai táng nạn nhân tử vong do COVID-19. Tính đến ngày 12 tháng 8, Bình Dương có khoảng 300 người đã tử vong. Nhiều lao động nghèo gặp khó khăn về chi phí mai táng cho người thân. Ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa có cuộc họp đôn đốc các đơn vị hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mai táng người thân tử vong nhiễm COVID-19. Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giao Sở Lao động Thương binh Xã hội theo dõi, đôn đốc các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thân nhân có người mất vì COVID-19 được nhanh chóng hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 14 Nghị định 20 của Chính phủ. Mức chi tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng một tháng quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định 20, tương đương 18 triệu đồng một người. Đi với các cơ sở y tế và đơn vị tổ chức mai táng thực hiện nhanh chóng lập hồ sơ, thủ tục giao nhận tử thi cho người dân. Tuyệt đối không để tồn động tử thi tại cơ sở y tế, đài hỏa táng. Các đơn vị phải công khai giá dịch vụ từ khâu tiếp nhận tử thi đến trả hài cốt và giá phải thấp hơn hoặc bằng giá các cơ sở dịch vụ mai táng trong tỉnh để người dân biết lựa chọn. Đối với trường hợp người chết vì COVID-19 không có thân nhân, các cơ sở y tế liên hệ và giao công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa chủ động thực hiện các công đoạn từ tiếp nhận đến trả hài cốt. Về chi phí, công ty lập hồ sơ thanh, quyết toán với các địa phương liên quan và chi trả cho các cơ sở y tế. Trường hợp người chết vì COVID-19 có thân nhân nhưng không có kinh phí mai táng, các cơ sở y tế liên hệ và giao công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa chủ động nhận tử thi, mai táng, trả hài cốt. Sau khi thân nhân người chết nhận được khoản chính sách hỗ trợ sẽ thanh toán lại cho công ty. Về phía công ty Chánh Phú Hòa cũng cho biết, vừa có công khai giá dịch vụ tẩm liệm thi hài theo truyền thống Việt Nam, áo quan, hỏa táng là 15 triệu đồng một lượt.